Chào mọi người, trở lại với kênh Tâm Đức Cycle. Thì bên Tâm Đức Cycle vừa về lô hàng Java Fuku anh chị, về số lượng cực kỳ lớn luôn, đủ màu cho anh chị nè. Thì đây, thì em thấy đa số là có màu đen với màu trắng, rồi màu nhám anh chị, màu đen nhám nữa. Thì đang đa số là ba màu này. Còn màu xanh thì tạm thời em đang thấy là chưa có hàng anh chị. Thì ba màu này cũng là ba cái màu mà em cảm thấy rất là đẹp. Và size thì sẽ có ba size là 45, 48 và 51. Và hiện tại về được size 48 và 51 nha. Nên là anh chị nào mà trong cái chiều cao trong cái size này thì có thể liên hệ tới em. Đang có rất là nhiều màu cho anh chị lựa chọn nè. Không phải nói số lượng rất là lớn cho anh chị lựa chọn nha. Còn về cái màu sắc nè anh chị, thì con này nó sẽ là màu trắng xanh nè. Màu trắng xanh, còn bên trong là màu đen bóng. Thì hai cái phiên bản màu nào màu cũng rất là đẹp nha. Còn về cái cấu hình con này phải nói rất là xịn rồi. Java Fuku là một cái mẫu xe mà em đánh giá thiết kế cũng lẫn như là cái cấu hình nó cũng rất là ngon. Dưới 30 triệu. Còn về cái khung nó cũng được chứng chỉ UCI nè anh chị. Đây là một cái chứng chỉ mà anh chị có thể được phép đem vào các trường đua chuyên nghiệp. Đó. Thì về cái màu đen nhám thì như là bên em chưa lắp lên, anh chị chưa lắp lên. Hiện tại là em lên trước hai màu này cho anh chị xem. Màu trắng thì nó sẽ là sọc xanh anh chị, màu sọc xanh. Và ở đây nó sẽ hơi một chút xám ở đây. Còn màu đen thì nó cũng tương tự như vậy nè. Nó có sọc giữa, nên do là màu đen nên anh chị khó thấy một tí. Còn về cái bô tan ghi đông nó cũng sẽ là bô tan ghi đông carbon nha. Nếu mà màu đen bóng thì bô tan ghi đông nó cũng là đen bóng luôn. Còn màu trắng này thì bô tan ghi đông nó sẽ là đen nhám anh chị. Đó. Và dây quấn cũng khá là chắc chắn. Còn về cái tay lắc sẽ là tay lắc của Shimano 1.5 G7120, tay lắc dầu. Ở 7120 nha anh chị, đời này sẽ là đời cao hơn so với cái loại G7020. Đó, đời nó sẽ cao hơn một tí. Còn ngàm thắng sẽ là ngàm thắng của Shimano 1.5 G7170 nha anh chị. Thường những cái dòng thắng này sẽ được sử dụng trong những cái dòng gấp điện của 1.5 anh chị. Đó nên là cũng rất là xịn. Phụ cũng sẽ là phụ carbon nè. Rồi cái màu phụ nó cũng được phối theo có màu xe. Đó, nhìn con xe rất là hài hòa. Màu sắc lẫn thiết kế của Fuku em rất là thích luôn, rất là đẹp. Còn về cái vành nó sẽ là vành bóng nè, cao 5 phân của decap. Còn lớp là lớp của Michelin thông số là 725C. Giò dĩa sẽ là giò dĩa decap anh chị, giò dĩa decap, giò dĩa chụp gọng của decap nè, gạt đĩa cua đời của 1.5 G7100. Nó gạt đĩa cua đời nha anh chị là của 1.5 G7100. Thì con này nó sẽ có 4 món chính. Thứ nhất là tay lắc nè anh chị. Thứ hai là cái gạt đĩa, thứ ba giò dĩa và thứ tư là cái ngàm thắng. Đó, phải nói là đây là một cái cấu hình cũng rất là ngon với phân khúc này. Nếu mà anh chị mua một cặp tay lắc dầu nè với một cái ngàm dầu mà anh chị mua lẻ thôi, giá đâu đó là 10 triệu. Đó, giá rất là bất ngờ đúng không chị? Nếu mà anh chị mua lẻ thì giá rất là cao. Còn về cái xe mà nhập từ nguyên thùng từ nước ngoài qua thì nó sẽ rẻ hơn. Nó sẽ rẻ hơn anh chị mua lẻ. Hai màu thì màu nó cũng rất là đẹp anh chị, đây màu đen bóng nè. Đây, bên đây thì có màu trắng hoàn chỉnh cho anh chị xem nè, có cọc yên nè. Cọc yên nó sẽ là cọc yên carbon. Cọc yên carbon xanh cũng là cái màu mới. Cũng là cái màu phối theo cái màu của khung xe luôn, rất là đẹp. Đây, ngàm đây anh chị, ngàm Shimano 1.5 nè. Anh chị mà để ý là cái cùi đời của con Java Fuku nó sẽ khác so với những cái dòng G7 nha. Là do nó là G7100, đời nó cao hơn nên là thiết kế của cùi đời nó cũng khác luôn. Đó, giá là 28 triệu. Hiện tại đang có rất là nhiều màu cho anh chị lựa chọn nha. Đó, đang rất là nhiều màu và cũng là rất là số lượng cũng rất là nhiều cho anh chị lựa chọn. Nên là anh chị nào mà thích cái mẫu này thì có thể liên hệ tới số điện thoại để trong video này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này và tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị những video tiếp theo.